Để đảm bảo an toàn khi dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, bộ ba tuyển thủ là Văn Đức, Văn Hoàng và Xuân Mạnh cùng nhóm cầu thủ U22 Việt Nam thuộc biên chế câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An được VFF thuê xe riêng chở ra hội quân tại Hà Nội. Những gương mặt nói trên sẽ có khoảng một tuần để tập luyện và hòa nhập cùng các đồng đội ở tuyển Việt Nam. Trước đó, vì có nhiều cầu thủ của đội chủ sân Vinh vô tình trở thành F2, toàn đội đã phải thực hiện cách ly ngay sau đó. Tới sáng nay, khi đã hết thời gian và hoàn thành cách ly, các cầu thủ này đã được người thân tới tận đại bản doanh chia tay và gửi những lời chúc tốt đẹp trước khi lên đường hội quân với đội tuyển. Như vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo hiện tại đã có đầy đủ 37 tuyển thủ để rèn quân. Chiều nay, đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 đã có trận giao hữu nội bộ nhằm đánh giá về chất lượng chuyên môn và rà soát lực lượng.